hé lộ sự thật bất ngờ ít ai biết về Biển Đỏ. Dài và hẹp, Biển Đỏ nằm giữa Đông Bắc Châu Phi và bán đảo Ả Rập. Nó kéo dài khoảng 1.200 dặm tương đương 1.930 km từ vịnh Suez ở phía Bắc đến vịnh Aden ở phía Nam, cuối cùng kết nối với Ấn Độ Dương. Theo Britannica, chiều rộng tối đa của Biển Đỏ là 305 km và độ sâu tối đa của nó là 3.040 m. Nó có diện tích khoảng 450.000 km2. Biển Đỏ có một trong những dạng san hô liên tục dài nhất thế giới. Nó kéo dài 4.000 km và là nơi tổ chức sự đa dạng phong phú của sinh vật biển. Biển Đỏ được đặt tên từ những đợt nở hoa tạo ra bởi lượng tảo phong phú. Các hình ảnh vệ tinh chụp từ không gian cho thấy Biển Đỏ là một đường màu xanh lam chạy dọc từ Bắc xuống Nam dọc theo rìa Đông Bắc của lục địa châu Phi. Màu xanh đậm của nước trái ngược hoàn toàn với màu nâu xám xịt của cảnh quan xung quanh. Điều này dường như không có gì đỏ khi nói về Biển Đỏ. Vì vậy, làm thế nào Biển Đỏ có được biệt danh nổi tiếng của nó? Karin Kleinhaus, phó giáo sư khoa học hàng hải và khí quyển tại Đại học Stony Brook ở New York, cho biết: "Tôi không nghĩ có ai biết chắc nó có tên như thế nào. Nhưng có thể, câu trả lời có thể liên quan đến tảo, trong trường hợp này là Chiodesmium erythraum. Chiodesmium erythraum rất phong phú và được tìm thấy ở hầu hết các đại dương nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới. Nó mọc rất nhiều ở Biển Đỏ và có thể nở hoa theo chu kỳ, xảy ra khi dân số tảo tăng nhanh. Khi tảo chết đi, nước có màu nâu đỏ do tảo chết lan khắp mặt biển. Tuy nhiên, cũng có thể Biển Đỏ được đặt theo tên của những ngọn núi màu đỏ nằm dọc theo các phần của đường bờ biển của nó, chẳng hạn như dọc theo bờ biển Jordan.